Rồi em ơi, chiếc mà gầu xúc này mới về ha em? Em mới về anh, xưa mới về. Ô, cái này nó xúc chĩa giống như xúc rơm, xúc đồ ha? Chĩa rơm anh, dạ. Rồi như cái này mà mình bán cái này 45 mã lực hả? Này 4.500 tên. Rồi nó có mấy cái mặt nạ, mặt đồ không? Đầy đủ hết anh. Nắp hông có không? Đầy đủ hết anh. Ủa cái thứ này thường thường nó đâu có nắp hông đâu anh? Có luôn hả? Dạ, mà mới về bỏ nhà. À, chưa gắn hả? Như cái chiếc này thì thấy vỏ rồi nó còn đẹp quá rồi, vậy rồi mình bán cỡ nhiêu tiền? Con này nếu luôn gào là 170 anh. Luôn gào là 170, tính ra giá không mềm hết chứ ha? Dạ. Có đuôi sới không? Không ạ. Không đuôi sới. Đuôi thì lấy đuôi rồi gắn vô thôi, còn nói về là nó không có đuôi, nó có gào xúc là không có đuôi. À, chứ hàng này thì nồi đồng cối đá lắm nè. Cái được ưa chuộng dữ lắm. Dạ, để anh vô anh coi giờ giấc đồ coi nó chạy sao ha? Dạ. 170 hả? 170, cái này giờ mình hàn sắt vô cái thành cái gầu kia thôi, gì đâu mà này, nếu mình không xài cái này làm thành cái máng hả, giờ bỏ cái máng làm cái máng mới bỏ vô thôi. Cái này hàn sắt uống sắt hay vô cái thành cái máng chứ có gì đâu. Đó, mà đúng, đúng không? Ừ rồi, để coi thử coi. Trời, coi được bao nhiêu giờ rồi ha. TL 4.500. À, mắt nạ đồ đầy đủ luôn hả? Đầy đủ hết anh. À, bánh nó răng quá ha. Nhưng mà chạy vẫn tốt. Dạ. Bình thường. Đâu coi coi. Con này chạy mới có 1.615 giờ, đúng luôn, chuẩn luôn ha. Ha. À. Chìa khóa zin con ACK đây luôn. Dạ. Cái này là mình về hôm nào? Em về lúc 28 Tết rồi em mới 28 Tết để đó tới giờ luôn hả? Cái này là nó lấy nhớt à, lấy nhớt từ dưới đây lấy lên để nó lên cái đường ấy đây đúng không? Gầu xúc đây đúng không? Số nó có trợ lực không em? Nó trợ lực anh, đời hai bơm ta lấy trợ lực. À, ý là số nó mình vô nó nhẹ không? Nhẹ nhàng. Cơ à, hết, các cái cơ hết anh. Cơ hết hả? Dạ. Côn đồ cơ, ben đồ cơ hết luôn ha. Dạ. Mấy đời cơ nó chế cơ hết ha. Dạ. Tay lái nó trợ lực không? Trợ lực anh. Trợ lực ti hay là trợ lực bốt? À, trợ lực bốt. Đâu? Đâu để coi coi. Đâu coi coi trợ lực bốt hay trợ lực gì. Ê, nó trợ lực nó không phải trợ lực bốt trên kia. Nó trợ lực bốt mà bốt dưới này. Dưới bắt đầu anh. Bốt này là mới ok nè. À. Còn bốt trên kia là bình thường rồi. Ở bốt bên kia là không có VIP nhưng mà bốt này là rất VIP nè. Những dòng Isaki này nó chế là đây là bình dầu của bốt nè. Bốt lái nè. À. Hai bơm luôn. Một bơm tay ba bơm luôn. Ba bơm. À hai bơm, hai bơm. À bơm kia bên bên. À một bơm bên kia tay lái, bơm bên này. Này lọc nhớt thủy lực nè ha. Lọc nhớt thủy lực này mình để lâu nó mà lên yếu là mình phải thay á. Thay. Thay chứ còn cái này GDX ha. Mấy này thường thường lâu ngày nó xét. Nếu mà em để y về luôn, ai mua thì mình sơn lại cho người ta. Họ yêu cầu sơn thì sơn, còn không thôi chứ. Biến xong sơn có nhiều khi nó mất đi cái giá trị zin của nó. Ừ. Hình như ba cái bánh, bốn cái bánh này, coi cái bánh này nó thay nè. Bánh này nó mới thay bánh, thay bên bên đó luôn á, BKT nè, còn ba cái bánh kia nó không thay nè. BKT nè. Cái này 39 Margin India 320. Hả? Cái vỏ này là nó thay nó sản xuất năm 2016 tuần 39 của 2016. 8324 hả? Nè thấy không? Mấy vỏ này là rin nè. Bridgestone rin của nó nè. Hả? À. Có bình không, nổ thử luôn đi cho rồi. Cho người ta biết chứ. Hả? Hả? Nổ đi, ô đùi đồ to. À, em lấy bình ra nổ luôn đi. Nổ bơm lên, bơm xuống, bơm thử coi. À cái này nó chỉnh bằng cơ luôn nè. Hạ lên, hạ xuống nè, chỉnh cơ luôn nè. Chỉnh bằng cơ luôn. À, đùi rất là to ha. Cái dòng TL này đặc biệt cái đùi nó to.
đùi nó to, có mùi luôn, mùi này giờ phủ cái bạc lên là được rồi. Mấy đèn đồ này vẫn còn đầy đủ ha, đèn đầy đủ hết à. À, tắt máy là đây. Cái này là chỉnh cái gì ta? À, này là chỉnh kiếm sau hả ta? Số tầng nhanh chậm kia, nhanh chậm kia, bên ủa à, nó còn có một cái đèn hả? Còn cái trống kìa. À vậy hả? Ô, máy nổ êm quá. À, à. Ô, quá chất lượng. Này quá mạnh luôn ha, gan ti mà lên. Quá ngon ha. Đúng là hàng riêng. Rồi, cực kỳ chất. Ok đó. Này chưa gắn bô nha các bạn nha. Ghê chưa? Wow. À. Ôi da, nó mạnh. Quá lực ha. À, máy nổ đều rắp các bạn thấy không? À, đây là bộ heo dầu của nó đây, ga đây. À. Đã. Còn chạy hết đồng hồ rồi chạy tua đã. Ừ, tắt đi. Rồi, ok. Cho xe vô không? Rồi. Rồi, bạn nào có nhu cầu thì alo với ông chủ ha, giá 170 triệu đúng không? Là còn thương lượng. Rồi, có gầu xúc đồ luôn ha. 4.500 mã lực. Vào thời điểm này thì các bạn mua xe nó có vẻ rẻ hơn kỳ trước, chứ chiếc này hồi xưa cỡ 200 mấy á. Nếu cả gầu xúc luôn mà bữa nay giá chỉ có 170 triệu là rất rẻ rồi các bạn, chứ không có mắc đâu nha các bạn nha. Nếu bạn nào mà nói mà mắc thì chắc có lẽ các bạn khó, rất khó mua những được những chiếc xe ngon. Rồi, mình chào các bạn. Rồi, mến chào các bạn. Đây là video đầu năm mới quay cho nông cơ Hùng Phước ha. Hùng Phước thì đầu năm mới về hai chiếc. Một chiếc này thì mới lấy về nè, đang dọn. Còn chiếc này thì dọn xong rồi. Thì mình quay chiếc này ha. Thì xe thì đẹp lắm các bạn thấy không? Nhìn thấy rất là đẹp luôn. Máy đang chạy rất là mạnh mẽ. Bô nước sân rin nó luôn nè các bạn nè. Đó ha, nước sân rin luôn à. Thấy không? Đây động cơ nè. Đây, nắp bên này đã mở ra cho chúng ta thấy nè. Máy nổ rất đều và hơi giọng rất mạnh các bạn thấy không? À, tay lái mình xem có trợ lực không nha. Ồ, tay lái trợ lực luôn các bạn thấy không? Rất là nhẹ nhàng. À,
cục phỉ nó xuống đây chợ lịch rất là nhẹ nhàng đó. À, khuyến mãi cà phê, đây là một ly cà phê. À, cà phê pha máy nè, bán ngay tại nông cơ Hùng Phước luôn. Ôi bắn quá, ít đường quá. Rồi mình xem con này chạy được bao nhiêu giờ ha. Con này chạy được 2376 giờ. Ở nông cơ này có đặc biệt có cái là các bạn mua xe bao nhiêu giờ là bấy nhiêu, chứ không bao giờ mà tào lao, không bao giờ mà có chuyện mà tua đồng hồ đồng thiết vậy đó. Cho Hùng Phước là vậy. À, chất xe còn rất là đẹp. À, vỏ nè cũng vậy nè, rất là đẹp ha, vỏ rin luôn, theo xe luôn. Rồi anh thấy mặt nạ nè, còn láng con luôn ha, cái này mà đánh bát lên nữa thôi chứ bao đẹp luôn á. Ôi đẹp quá, sơn gầm nè rất là đẹp ha, sơn tin luôn ha. Isaki là 3D 4D, logo nổi luôn, kiến lên theo xe luôn, nắp bình dầu rồi còn sáng con nè, tay lái trợ lực. À, bản G, xe bản G nè, Banker luôn nha, Banker, Banker luôn, Banker có hỗ trợ nghiêng điện, đời mới nên có hỗ trợ nghiêng bằng điện, hỗ trợ cái động, cái nghiêng nè, cái động tác nghiêng này bằng điện nè. Đó, lên nè, xuống nè. Đó, Banker luôn ha, direct trong trong lốc luôn các bạn thấy không. À, nhưng Ben rất là nhẹ, rồi có nghiêng điện để anh nghiêng thử coi. À, chưa có bình, chưa có bình. Rồi đó, nói về chung thì một con máy cày thì quá đẹp các bạn nè, Ben lên nè đó các bạn thấy không. Rồi hết mức rồi, giờ hạ xuống nè, hạ. Ui, rồi đạp ga thử nè. Quá mạnh. Để anh hỏi ông chủ ơi, báo giá con này nhiêu ha? Chủ đâu ta? Chủ ơi, ông chủ ơi, con này mình bán giá nhiêu ông chủ? Đứng đây coi, đứng ngay đầu xe coi. Hả? À, chụp tấm hình. Thấy là con này mình bán nhiêu? Con này nha, con 90 triệu anh. 90 triệu à, có đuôi sói không? Cái đầu không anh. Cái đầu không hả? À, có đuôi cộng thêm khoảng 7-8 triệu nữa. Ủa sao mình bán cứ đầu không mà mình không tính đuôi sói vô đó? Tại là mình báo giá, là báo giá cái đầu không anh, còn nếu lấy đuôi sói thì thêm 7-8 triệu nữa. À. Dạ. Còn bình thì phải mang bình mới cho người ta. À, dạ. Đuôi sói 7-8 triệu nữa. Dạ. À, bình mới cho người ta. Dạ. À. Mình mới lắm rồi. Chưa gắn bình đúng không? Em chưa gắn bình. À, quá mới ha. 90 triệu rồi. À, bạn nào có nhu cầu thì cứ alo với anh chủ ha, giá bán là 90 triệu. Các bạn thấy không, từ vỏ dưới nè, mâm nền nè, ốc đồ này nọ nè, còn mới còn đẹp hết nha. Cho vỏ để mình xem coi sản xuất năm nào. Ohio, vỏ này nó không sản xuất ra, mát in ra băng nè, không có ghi năm sản xuất đâu, không ghi năm sản xuất. Rồi, không có năm sản xuất. Có cái đèn đuôi này nữa. Đây mấy đèn này còn đầy đủ hết nè. À, đèn đầy đủ hết. Trước đèn sau rồi đầy đủ hết. Rồi, ECK TL2501 là 25 mã lực ha. Giá bán 90 triệu. À, không có đuôi sới. À, nếu mà có đuôi sới thì cộng thêm tiền. Rồi, mến chào các bạn.